Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Sản phẩm ngày nay mình lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn một chiếc Acer Nitro 5 của dòng họ nhà Acer nha. Và điều đặc biệt, chiếc máy này là chiếc máy trang bị phiên bản Core i5 11400H, RAM 8GB, SSD 512GB và card màn hình là GTX 3050 Ti nha các bạn. Phiên bản 3050 Ti mạnh hơn phiên bản truyền thống 3050 cơ bản. Màn hình vẫn là màn hình 144Hz. Chiếc Acer Nitro 5 này thì rất là mới nha. Điều đặc biệt của chiếc máy này là các bạn sẽ được sự ưu thế về giá khi mua chiếc máy này. Chiếc máy này là của một bạn khách đã mua tại FPTOY nha. Mình có build đây, FPTOY, cấu hình máy đây. Và bạn ấy mua là 25.599.000, tương đương là 25.600.000 nha. Và nếu các bạn mua chiếc máy này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 1.600.000 nha, có nghĩa là mình chỉ bán 24.000.000 thôi. Chiếc máy này được bán ra vào lúc 26/9/2021, nên là chiếc máy này tới thời điểm ngày hôm nay mới chỉ 3 tuần thôi là dường như không được sử dụng nha, không được sử dụng. Và các bạn mua vẫn được bảo hành 1 năm bình thường với cái giá là tiết kiệm hơn 1.500.000 so với giá nguyên bản. Đây bán thì mình chỉ có một chiếc thôi, máy nguyên hộp đầy đủ phụ kiện như mới nha, đầy đủ phụ kiện luôn. Các bạn có thể bảo hành tại bên mình hoặc đem trực tiếp lên FPT bảo hành thông qua bill bán hàng này cũng được nha. Thì mình xin nhắc lại, đây là phiên bản Acer Nitro 5, màn hình Full HD 144Hz, Core i5 11400H, RAM 8GB nguyên bản, SSD 512 và kèm hình là GTX 3050 Ti nha, phiên bản 4GB, máy rất là mới. Và mình đang có một chiếc duy nhất sẵn hàng tại cửa hàng. Thì các bạn đang có nhu cầu về dòng Acer này, và đặc biệt là chúng ta được lợi thế về giá rẻ hơn 1.600.000, mình vẫn tặng thêm cho các bạn chuột, ba lô, lót chuột, thiếu chống sốc đầy đủ. Chúng ta về sử dụng sẽ đầy đủ và không có thêm gì hơn nha. Thì ngoài cái phiên bản này, mình đang có sẵn phiên bản Core i7 của dòng 3050 Ti. Nếu các bạn đang có nhu cầu thì chúng ta dòng 17 nha. Thì mình xin nhắc lại, chiếc máy này có giá bán là 24.000.000. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng inbox sớm cho bên mình để được hỗ trợ về sản phẩm nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này.